Paul Pogba sinh ngày 15 tháng 3 năm 1993 tại Lac Neuchâtel, Pháp. Anh là con út trong một gia đình có 3 anh em. Hai người anh lớn là Florentin và Mathias Pogba, cũng đang là cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ người Pháp gốc Guinea bắt đầu chơi bóng cho hai câu lạc bộ nhỏ ở ngoại ô Paris vào năm 2005, có tên là Royce Andrie và Juventus, trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Le Havre vào năm 2007. Năm 2009, Pogba sang học viện của Man United. Năm 2012, anh được Ferguson đốn lên đội 1, nhưng vì không tìm được chỗ đứng tại Old Trafford, United cũng không ký hợp đồng mới, nên Pogba đã ra đi với hai bàn tay trắng. À không, hai bàn tay đen mới đúng. Anh đã chọn Juventus làm bến đỗ mới trong sự nghiệp, và tất nhiên là câu lạc bộ thành Turin không tốn một xu nào cho thương vụ này. Sau 4 năm khoác màu áo sọc trắng đen, Pogba đã giành được 8 danh hiệu bao gồm 4 Scudetto, 2 Coppa Italia và 2 siêu cúp Ý. Hè năm 2016, Man United biến Paul Pogba thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chấp nhận trả cho Juventus 105 triệu euro. Tuy nhiên, những gì mà cầu thủ mang áo số 6 thể hiện ở MU trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với số tiền mà Quỷ Đỏ đã bỏ ra. Pogba vừa giành được danh hiệu đầu tiên cùng với United sau khi trở về mái nhà xưa, đó là chiếc vô địch League Cup. Anh đã ra sân 44 trận cho đội tuyển Pháp, ghi được 8 bàn thắng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của cậu em Úc nhà Pogba.